đây nhà đàn ông nè, nơi kêu thằng anh nâng phụ nhầm đằng pin nè, mà thưa tay cầm bèo mày chú hơi nâng sập môi mầm phồng nhầm, ní khương xong bò dương miến, sập môi sầm rập mầm phồng, hơi cô sạc cây, lắc hồi sáu, tầm so đằng bay ngao chỉ muốn nâng lập môi nâng mặt toàn sân, anh ấy mình sai mầm phồng, hơi nâng tụm bèo mày chú, ôi lọ, ta lấy chập tao thưa đằng ông nè. Chùm này nhóm bông lá nhóm liêng sạp môn này sát cho môi nhóm bảo sần. Chùm này nhóm bè, bè bè một chú ní mà đâu môi, đâu môi liêng tắc về sát sần. Bèn mà chú nhầm ăn liêng rồi rồi hai lời chập bàn ngào bía. À lời nói nhầm chập bàn ngào lạp môn tập hồn kế. Đòi miên thưởng xong mấy nấng hơi thêm cho mùi nhân bẩn hơi nhân cổ sổ cho bị bê đầy nhâm sngao vì dạ bê đầm tì hói lời nhâm chọc đầm toàn vì chánh lấy nhâm chạp đam liền sáu chạp tắt hai mình tích
lâu nhưng chắc phải đau, phải đau sạp không anh? Nếu chắc phải đau phê đại dương sổ vì ai lăng, anh lùi cho hát dương trùng vì sánh. Lời nâng nhông chập đam xoắn sợ bộ thông thường mình chui nâng chánh. Bắt đầu mà tiếc nhông chập đam đã cò chố. À lời nâng nhông chập đam đùm ngoan vì dạp phê bà hai chia xăm xâm một tí. Lên đi lần chơi nó. Nè, làm món mầm bông, rôm chấm muối, nâng tách tách một chú, rồi rồi hai tờ chấm đam nhâm chuối vừa nhâm chẳng ngon cái đi. Ôi nè, lăng chuẩn nô mình tên món ăn nè, nhâm chấm muối nâng tách một té. Suối chứ anh không ta? Hoàng prai mà. Dạ mơ. Chú em 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 chú